Alo mọi người nghe, ngày hôm nay đem cá ra bán công viên dạo để tiết kiệm mua tôm hùm ăn. Ở một hai đứa nè, hai đứa mục đích đi bán người ta dạo để làm gì? Để kiếm tiền mua tôm hùm ăn. Rồi ok, mới đem ra các bà chị này với lại ủng hộ luôn kìa. Đó, mấy con này chị gì chị nuôi bằng nước phong tên, em nuôi nước phong tên đâu mà, chứ mình ở đây đâu có nước gì ngoài nước phong tên đâu. Rồi luôn rồi, chưa chắc không, bữa sau đem thức ăn mới được. Mà thức ăn này dễ lắm, ví dụ mình nuôi ít, mình con tôm con tép mình xé ra, xé nhỏ ra mình cho nó ăn cũng được nữa. Trời, bữa ăn hàng ngày đó. Hai miếng thịt cá nhỏ xíu mình xé ra cũng được nữa. Rảnh rảnh đi ra ngoài tối tối đó. Lấy hai con. Dạ. Sao? Sao được luôn. Tính như vậy hai sao? Con. Hai con làm sao? Hai con. Ý là nó mua mấy con cũng được á mà. Mua mấy con cũng được. Nói hai con 15 được. Đâu được. Ở con này 10.000 là rẻ đó, bình thường là em bán là 25.000 một con ở trên mạng đó, tại em đem đi quay clip dạo đồ cho vui á. Ơi. Chủ yếu là quay clip á. Ê mấy đứa cầm mấy bọc này lên giùm chú luôn coi. Okay. Cái con này. Nè, con này là 10.000 nè, con này là 15.000 nè các bạn. Con 15.000 bán cá dạo nó khác nha. Cực đỉnh luôn. Này là con Dumbo, bình thường là ở ngoài tiệm cá kiển mà chị thấy người ta bán là 40.000 con á. Biết có mua ngoài shop có cá kiển lần nào chưa? chưa đặt bưng đó lại đây mấy đứa. Đây nè các bạn ơi, đi chuẩn bị cái góc bán cái đã. Đây đó, cái góc cá dạo lâu lâu đi làm một cái clip đây nè. Ngoài ra ở đây là cái này cũng đẹp nè chị, có cá máy, mọi người cá máy nữa luôn nè. Đây ghê chưa, xong cái góc này lụm mấy cái bọc lại mấy đứa nè các bạn. À thì mua hai con hả? Hai con thôi, tính 20.000 luôn đi, cho 20.000 là cầm bọc đem đi là xong luôn. Làm sao vụ gì? Cho hái ly hả? Không, ly lỡ à? Nước ủa? Nhà ta bán nước. Đây nè. Bán cá dạo. Ủa? Chị về nhà chị lấy nước cũng được mà. Anh lấy nước phong tên không đó? Nước mới bơm từ trong cái phong tên, nước phong tên ra mà. Là nước máy, là nước phong tên đó. Ồ, nó chết nữa là đàm nha. Dễ vậy? Trời ơi. 10.000 con là quá rẻ luôn. Dạ cá beta. Đây. Rồi, hai đứa vô vị trí ngồi đi. Bán vô vị trí ngồi bán đi nè. Đây nè, đây là cá bảy màu đó nha các bạn. Bảy màu là 10.000 cặp nha. Đó. Để quăng góc đi. Bà vô bà lấy tiền kìa, kìa bán kìa. Bà vô lấy tiền rồi các bạn ơi, đó, rất là đẹp luôn, mới vô là có người ủng hộ luôn kìa. Bỏ vô đi, cá này là siêu đẹp luôn. Quên. Đây nè. Đứng bên đây thôi. Gom bọc bỏ vô thôi, vô thùng đi mấy đứa. Đó, đây nè các bạn ơi, để thử coi ai có ai lợi thì mình quay tiếp nha. Rồi. Ta đứng đây nè, muộn đứng ở chỗ đó làm chi cho kiến cắn, mà kiến nhiều rồi, đứng cái này nè, bên đây nè. Anh nắng bạn, nó cái góc nè. Rồi. Ngồi xuống đi, mình chừa cái mặt tiền ra. Đúng rồi, ngồi chỗ đó đó. Đó, thấy không? Hàng này. Mục tiêu gì? Được rồi. Nước lá bàn hả? Ai đây nước lá bàn này bây giờ là chỉ kiếm nước y chang nước này đi, rồi chỉ đổ vô một miếng thôi, chiết qua một miếng thôi. Ví dụ như nè, cho em mượn cái đây em thị phạm cho xem. Ví dụ như trường hợp này phải không, dưới ly này không có nước lá bàn nè. Rồi như thôi, nó là màu như là rất là đẹp, rất là sung luôn. Ủa biết rồi, nuôi hả? Hai con này cũng vậy luôn phải không? Y chang vậy luôn nè, là nước lá bàn nè. Đúng rồi đó bài, không ý này tại nước trắng này mà không kỹ cho chứ. Dạ đúng rồi. Chết nữa. Rồi cầm ly. Lấy tiền đi Cường, Cường đào cầu đường. Nước lá bàn này có tác dụng gì vậy? Thì nó giúp là thứ nhất là cho cá, cái làm cho cá sung á. Cái thứ hai nó trị tiêu quá này kia. Chưa, thòi 80.000 á chứ đựng trong con khỉ. Ê, không có tiền thòi luôn rồi kìa. Vậy thì mua hết phải không? Không, giá đâu đi qua bển lấy. Cá này có 5.000 con à, hồi lúc trước nghe là một cặp giống nó tới 150 lần đó, tôi mua gì bác lại có 100. Kìa ra đổi đây. Một cặp này một con này là nhiêu? Bây giờ em bán có 5.000 à, bán chơi mà. Cá đó là cá gì? Dạ cá bảy màu á. Cặp 5.000, anh mua gì anh đổi nước lạ là vài bữa là nó đẻ nuôi đã luôn á, thức ăn dễ lắm. Mua mấy loại thức ăn mà người ta bán hả? Ấy kiến cô ơi. Kiến dữ lắm luôn á, kiến lửa con né không bên. Đó. Rất là nhiều luôn. Cái này là coi gọi là coi đen sọt. Nè con này nè, con này là gì là đẻ luôn nè. Nè nó. Thấy cái bụng nó chà bá tảng đá luôn. Dạ nó bụng tròn quay à, mà nó dễ thương lắm. Anh nuôi trên hồ kính nó còn dễ thương nữa. À. Đây nè, con này dễ thương nè. Quá trời đã luôn các bạn ạ. 20. Ok rồi, bỏ túi đi. Quý chừng nào. Mới vô là thấy ai có hẹn mới hết rồi. Mới hàng xong rồi. Trời mưa luôn. Ủa mày ngồi vậy mày che các bạn hiểu tôi rồi. Đi vô đây ngồi nè, không vô.
à, vô tư thế bán nè bạn ơi. Nè, u bảy màu lên đây đẹp nha, có 5.000 con à. Chụp tấm hình coi nè. Rồi vô giống được 20.000 rồi, đủ tiền ca trà đá. U, ui. Sọt luôn nha, ghi bông luôn nha. Lấy nước ra nữa. Con sắp đẻ rồi kìa. Có con sắp đẻ luôn nha bà ơi nè. Cho coi kỹ lại nè, có 15.000 thôi. Tại mình đem bán ra cái dạo chơi nha các bạn nè. Cực đẹp luôn nha. Đó, thôi bây giờ mình đợi chừng nào có người lại bán thì lại mua thì mình ấy. Cái thử thách đi bán cá dạo nha mọi người. Đó. Ở đây là cường, cường mà xanh chím tấp tấp một thời gian là tại con muốn rồi nữa các bạn. Đó, cá dạo đẹp lắm nha. Cá 15.000, 10.000 với lại ơi, bảy màu này sắp đẻ luôn rồi kìa. Mà chỉ có 5.000 con thôi. Đó. Thấy không? Ở đây thử thách rồi, nãy giờ bán được nhiêu cường? 20.000 phải không? Đó, nãy giờ bán được 20 rồi đó nha các bạn, chứ không phải là giỡn đâu nha. Là bán thiệt nghe. Bà kia bà nuôi bà biết lấy lá bàn bấy luôn ha. Tính ra là cũng hay. À. Bà qua cái đống cá. Ủa bà nhiều cá lắm hả? Cũng qua bên nhà cá bà ta. Chắc cũng 20 con á, nãy bà lại qua hỏi chắc người ta luôn nè, là biết bà biết chơi rồi. Bà làm gì kỳ cường. Đúng địch. Ế rồi, không ai mua hết rồi. Dạ. Rồi hai đứa mua không? Hai đứa mua, vô mua luôn đi, vô mua ủng hộ luôn chứ nãy giờ bán các bạn ơi. Bà kia mở hàng 20.000 tới giờ luôn. Mua con cũng vui nữa. Mua con cũng vui. Quá ế rồi bạn ơi. Dạ, dữ dội rồi nè các bạn. Này nè. Vô mua đi hai đứa. Mua cá bảy màu đi, có 5.000 con nè, rất là rẻ luôn nè, chuẩn bị đẻ luôn nè. Đó, thiệt. Mua luôn con, vô đây chú vô coi, vô coi đi. Không có la. Kìa. Này nhiêu con? Con đó là 10.000. Mua không con, mua không? Wow. Wow, đẹp không? Đẹp không? Chú này bán cá 10.000. Con này bán cá 10.000 luôn. Ghê chưa? Mua đi. Mua bé mua. Đúng rồi, con này có 15.000 luôn, Dumbo luôn, Dumbo xanh luôn, chỉ có bán ở trên bán dạo thôi. Chứ không có bán. Không có bán ship xa nha. Cái này hả? Cái ly này là một con 5.000 thì tính đi. Con 5.000, 5, 10, 20. Cái này có 40 rồi. Rồi. Này là công viên này. Đó, đó. Đó các bạn. Đó, rất là nhiều người lại coi luôn. Đó. Công viên này là lần đầu tiên có bán cá luôn nè các bạn ơi. Thấy không? Mua cá hả con? Con mua con nào? Con này hả chú, để cho con 10.000 luôn. Con có 10.000 luôn. Rồi ok kìa. Lấy cho em con đó đây, cho con cái ly luôn á. Tặng con cái ly luôn rồi đó. Rồi lấy. Rồi. Ok, cảm ơn. Bé nó mừng kìa. Thằng anh nó vui vậy, bé nó mừng. Ở công viên bữa nay nhộn nhịp. À. 30. Đó là quầy vốn được 2 ly nước rồi đó. Quầy 3 ly nước rồi đó giờ. Bây giờ là dạ cái đó là cá bảy màu chú. Nó cắn lộn không? Dạ không. Nó sống hòa bình vậy á. Còn mấy con cá này là cắn. Dạ à, dạ à. Nó là nó thuộc dạng là cá chọi vậy đó. Dạ mua cá đỏ phải không? Dạ. Rồi mua cá đỏ thì lấy con cá đỏ. Rồi. Ôi cái chừng nó gớt nè. Để cái này nó gần xong rồi nghe bạn, gần sau vô cần ấy cá dưới đó 5.000 con đó. Đó đâu sao đâu. À. Ủa cá này có hở rồi oxy không? Thì có oxy thì càng tốt. Không có oxy cũng không sao. Cá này nó thuộc lithium mà. Cái dòng Dumbo này có đẹp ghê không? Cái viền đẹp luôn. Tai bơi bướm. Mua không? Mua không? Nuôi không? Nuôi không? Có con cá. Mua đem cá đẹp lắm em. Mua đem cá đẹp đó. Cá nhỏ xíu dễ thương nè. Quá trời luôn. Cái coi nó mắc tiền, cá bự. Cái coi bên hồ nhà cậu nhóc kìa. Con chuẩn bị gì, chuẩn bị đẻ luôn á. Ai rất là nhiều luôn. Kìa chưa? Mua không? Nè, bán cho con nè. Nè lấy đi. Bán đó.
bạn đó. Hiếu kỳ lắm kìa. Ghê chưa? Giờ tay chơi thứ thiệt. Rồi, thôi mọi người ơi, chắc ngày hôm nay là đem ra để đây thử coi. Đi thử thử thách bác mà cái bọn này bắt cười quá, người ta xem rất là đông nha các bạn. Nhưng mà giống như là người ta chưa có tiếp cận được mấy cái dòng này. Cho nên là ngày hôm nay chỉ tới đây là chương trình bán cá dạo đến đây là kết thúc nha. À. Dạ bé nó coi bé sợ. Cái đứa nít nhỏ xíu các bạn, nó rất là hiếu kỳ cái vấn đề này luôn. Thôi gì giờ chào tạm biệt mọi người nha.